Vâng, xin kính chào quý anh chị và bà con chăn nuôi trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay đã quay trở lại với kênh YouTube của anh nông dân 9X. Thì hôm nay mình sẽ nói về vấn đề giá heo sắp tới sẽ tăng lên một cơ số anh em nhé. Thì không biết là nhiều đến cỡ nào, nhưng mà chắc chắn là thời gian một vài tuần tới là giá heo sẽ tăng 1 đến 5 giá anh em á. Tại vì theo như ghi nhận của mình thì phía đường tiểu ngạch Trung Quốc đã bắt đầu nhập khẩu trở lại, gọi là nhập lậu anh em nhé. Còn Trung Quốc thì chưa có chính sách nhập chính ngạch bên ngành chăn nuôi heo của Việt Nam anh em ạ. Thì bọn mình thì có mấy anh em đã làm lâu năm về bên mảng gọi là buôn bán heo qua biên giới anh em nhé. Thì bọn mình chỉ đưa lên được gom các cái vùng lân cận thôn quê rồi mang lên cái cửa khẩu để kiếm lời anh em ạ. Thì lên đấy thì cũng được một số giá nhất định, thì làm ăn thì phải có lời mới làm đúng không anh em. Thì theo như ghi nhận của mình thì chắc chắn một vài ngày tới và một vài tuần tới nữa thì giá heo sẽ đà tăng, sẽ không không chứng lại như thời gian qua. Vừa rồi mình đã làm một cái video gọi là giá heo sẽ giảm, và đúng như theo dự định của mình thì giá heo giảm rất mạnh, giảm 4 năm giá so với thời điểm cách đây vài tuần trước. Nhưng bữa nay bắt đầu đã quay trở lại rồi anh em nhé. Thì nếu như anh chị em nào mà tin tưởng mà theo dõi kênh của mình thì sẽ biết được thời gian vừa trước mình đã làm video đấy rồi. Còn bây giờ thì mình tiếp tục làm cái video này, gọi là thông báo tới anh em. Thì thời gian tới đây, một vài tuần tới đây là giá heo sẽ tăng lên. Thì nếu như anh chị em nào mà có ý định vào đàn ấy, hoặc là gom đàn, gom số lượng ấy, thì mình có thể gom trong một vài ngày tới để tuần tới giá heo lên thì mình kiếm lời em nhé. Thì cái thời điểm này thì giá heo sẽ không ổn định đâu anh em ạ. Nên là chúng ta không nên tái đàn mà để nuôi thời gian dài từ heo con thành heo thịt, tại vì không biết là giá heo sẽ tăng đến bao giờ và bao giờ sẽ giảm, và cả cái dịch bệnh tả châu Phi nữa, nó cũng đang lây lan và bùng phát rất là nhanh. Bây giờ thì có rất nhiều tỉnh thành và huyện thị xã đã bị rồi anh em nhé, và kể cả ở chỗ mình đây thì xung quanh họ cũng bị cả rồi. Nhưng mà nhà mình thì biệt lập và không cho một ai ra vào, kể cả nói xin lỗi chứ những con chó anh em ạ. Con chó là rất nguy hiểm. Chó mà thả rông là nó tha linh tinh về. Nó đi theo được rồi nó tha ăn gà ăn vịt ở hàng xóm hay gì đấy thì nó sẽ tha về anh em nhé. Thì nếu như anh em nào chăn nuôi ấy, thì có nuôi 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 chó để là giữ nhà ấy, thì chúng ta cũng phải xích nó lại hoặc là nhốt để đỡ tha dịch bệnh em ạ. Tại vì nó cũng rất là nguy hiểm, nó hay đi lung tung và gà vịt nó cũng ăn nữa, xác chết nữa. Thì đấy là một cái lưu ý nhỏ thôi. Còn qua video này thì anh chị em nào mà có ý định vào đàn thì chúng ta nên vào một vài ngày tới, nên vào nhanh em nhé, vào nhanh để không không để giá cọ lợn con nó tăng. Thì tại tại hiện tại thời điểm bây giờ tại chỗ mình thì lợn hai bề nó tầm khoảng là 1,5 triệu đến 1,6 triệu một con, 5 đến 6 con em nhé. Còn 7 8 9 10 con thì giá nó hơn rồi. Nhưng mà chỗ mình thì thời gian vừa rồi thì mình thường thường vào 100-200 con để nuôi tầm 9-10 con, là khoảng tầm 20 ngày sau là bán, thì nó kiếm lời khoảng con mỗi con từ 4 đến 500 ngàn một con đầu con ấy.
Thì như thế thì anh em tính xem như vậy là cũng có lời rồi. Chứ còn nuôi heo thịt thì nếu như ổn định thì cũng có thể lời từ 1 đến vài 3 triệu đồng, nhưng mà thời gian dài chúng ta không 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 chắc chắn được giá heo là như thế nào, không ổn định, nên là có thể là dẫn tới rủi ro cao. Một là dịch bệnh, hai là lỗ anh em nhé. Lợn mình hôm nay thì mình bận với công việc quá, chưa tắm nên là có hơi bẩn bẩn. Nhưng mà đây là mấy con lợn của bà nội, còn trang trại của mình thì không 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 có bẩn như này đâu, không như nào cũng sạch sẽ. Thì thời điểm này mà anh chị em nào mà có ý định nuôi lâu dài ấy, thì chúng ta nên vào heo nái anh em nhé. Nuôi heo nái thì thời gian sắp tới, cho dù nó có giảm giá heo hơi heo con có xuống đi, thì sau tầm khoảng nuôi 1 tháng rồi 4 tháng 3 tháng, hơn gần 4 tháng nó chửa nó đẻ xong, thì cũng một con tính ra cũng địch tính quân bình 10 đẻ ra 10 con thì cũng được ít nhất vài 20 triệu. Thì chúng ta đấy tính đơn giản thôi, tính phép tính đơn giản, còn có thể là hơn có thể là ít hơn, thì ta chúng ta chia quân bình như vậy. Lợn nhà mình thì thường thường đẻ từ 15 đến 18 con hết, tại vì mình thường thường cho theo đực 2 lần, cách nhau 24 tiếng. Nhưng mà cái đấy là một cái số bí quyết nhỏ, thì đấy là theo cách làm của mình thôi, còn anh em làm như thế nào thì đấy là tùy vào cái cách chăn nuôi và kinh nghiệm chăn nuôi của anh em. Nhưng mà đối với mình thì mình làm như vậy, thì để cho chúng ta trong năm nay mà muốn ổn định về giá và muốn kiếm lời từ đàn heo ấy, thì chúng ta nên ngay từ bây giờ, thì giá lợn hơi đang giảm, giá lợn thịt đang giảm, thì chúng ta có thể một là nếu có tiền chúng ta mua heo hậu bị từ công ty CP, hoặc là nếu không có tiền nữa ấy, vốn ít ấy, vốn liếng ít, thì chúng ta nên tìm những cái đàn heo thịt của nhà nào bán ấy, chúng ta chọn những con heo cái mà có sức khỏe tốt, thì có gọi là xác định để nuôi nái mà chuẩn ấy, thì chúng ta nên mua những cái con đấy. Họ nuôi khoảng tầm 4 tháng rồi thì chúng ta về nuôi 1 tháng nữa thôi. Vâng, thì theo như mình nói thì chúng ta muốn vào heo nái để tái đàn ổn định mà cuối năm này có thể kiếm lời từ đàn heo ấy, thì thứ nhất là nên chọn có tiền vốn liếng ổn định ấy, thì chúng ta nên chọn các con heo nái hậu bị từ các trang trại lớn hoặc từ công ty CP. Thì bên mình cung cấp lợn heo nái từ công ty CP em nhé, heo nái chuẩn, giá mềm nhất thị trường. Nếu anh chị em nào mà có nhu cầu vào heo hậu bị thì có thể liên hệ với trực tiếp với mình. Còn những anh chị em nào mà chúng ta vốn liếng ít mà muốn giá thành giảm bớt ấy, thì chúng ta nên chọn những đàn heo thịt của hàng xóm hay của anh em quen biết, thì đấy họ xuất chuồng ấy.